Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, so với thời điểm hiện tại thì Trung Quốc vừa mới trải qua trận lũ số 4 thì ngay lúc này đây Trung Quốc đang phải gánh chịu thêm một cơn lũ, đó chính là trận lũ số 5 ở trên dòng sông Dương Tử, khiến cho nhiều người tử vong cũng như là mất mát nhà cửa. Chính vì vậy mà Chủ tịch Trung Quốc, đó chính là ông Tập Cận Bình, đã ra những chỉ đạo mới dành cho quân đội của nước này trong việc phòng chống lũ lụt. Vậy thì thực hư của sự việc này ra sao thì ngay bây giờ hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Hôm ngày 20 tháng 8, đập Tam Hiệp đã chứng kiến lưu lượng nước lũ từ dòng sông Dương Tử đổ về lên đến 75.000 mét khối trên một giây, cao nhất kể từ khi con đập được xây dựng. Giới chức Trung Quốc đã lên tiếng để trấn an trên sóng truyền hình rằng con đập này chắc chắn sẽ không thể vỡ. 1. Mưa lũ ngày càng nghiêm trọng tại Trung Quốc, Tập Cận Bình ra chỉ đạo mới. Sáng ngày 20 tháng 8, đập Tam Hiệp đã phải mở 11 cửa để xả lũ với tốc độ lên tới 49.000 mét khối trên một giây, mức xả lớn nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Nếu không tiếp tục tăng tốc độ xả lũ, dự báo đến ngày 22 tháng 8, mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp sẽ ở mức 165,5 mét. Theo thiết kế của con đập có thể chịu nổi sức ép khi mực nước chạm ngưỡng 175 mét. Theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc, 111 hồ chứa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử cùng một số đập thủy điện lớn khác sẽ tham gia kiểm soát đợt lũ số 5 và giảm áp lực cho đập Tam Hiệp. Mặc dù đã được dự báo từ sớm, thế nhưng đợt lũ số 5 vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho một số tỉnh thành như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Cam Túc và Vân Nam. Mực nước của dòng sông Dương Tử đoạn chảy qua Trùng Khánh đã chạm mức cao nhất kể từ năm 1981, thời điểm xảy ra trận lũ lịch sử khiến 1,5 triệu người Trung Quốc phải mất nhà cửa. 260.000 người dân Trùng Khánh bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhiều đường cao tốc, công trình bị ngập lụt và hư hại. Ít nhất 20.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bị thiệt hại và phải dừng hoạt động. Ghi nhận từ hiện trường cho thấy, nước lũ nhấn chìm cả những biển báo cao 3 mét tại một số con đường của thành phố. Ở Tứ Xuyên, chính quyền và người dân vẫn nỗ lực bảo vệ di sản tượng Lạc Sơn, Đại Phật khỏi bị hư hại do lũ lụt. Nước lũ đã ngập đến chân tượng Phật khổng lồ có niên đại hơn 1.200 năm tuổi và bắt đầu rút dần. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, người dân Tứ Xuyên thấy hiện tượng này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cho biết rằng đợt lũ số 5 kèm theo thảm họa địa chất đã khiến cho 14 người thiệt mạng và 20 người khác mất tích ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Theo chính quyền Vân Nam, gần 40.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi 1,1 triệu người địa phương bị ảnh hưởng do lũ lụt. Thiệt hại ban đầu đối với Vân Nam ước tính là 453,7 triệu USD. Chính quyền tỉnh Cam Túc cho hay, tỉnh này vẫn đang nỗ lực khôi phục lại hệ thống liên lạc, điện nước và giao thông trong khi tiếp tục cứu hộ người dân bị mắc kẹt. Máy bay trực thăng cũng được triển khai để cứu hộ với những người còn đang mắc kẹt trong nhà, không kịp đi sơ tán. Ít nhất đã có 5 người thiệt mạng và 2 người còn đang mất tích. Mưa lũ ảnh hưởng đến hơn 400.000 người, khiến cho 72.000 người phải sơ tán, chính quyền Cam Túc thông báo. Tại Trùng Khánh, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 8, mực nước đo được tại trạm Thốn Than trên dòng sông Dương Tử đạt 191,55 m, cao 0,14 m so với mức kỷ lục và vẫn còn tăng lên. Trùng Khánh nằm trên khu vực hợp lưu của sông Dương Tử và sông Gia Lăng, hệ thống sông ngòi trong thành phố dày đặc. Trong khi đó, địa hình Trùng Khánh chủ yếu là đồi núi, rất khó để thoát nước. Wang Xiping, quan chức thuộc Trung tâm Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trùng Khánh nhận xét. Lũ lụt khiến cho Trùng Khánh thiệt hại 354 triệu USD và hơn 260.000 người bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đợt lũ số 5 trên dòng sông Dương Tử gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã có chỉ đạo mới, yêu cầu quân đội Trung Quốc nỗ lực hơn nữa trong việc kiểm soát lũ lụt và khắc phục thiên tai. Ông Tập đã nhấn mạnh, ứng phó với lũ lụt, thiên tai là một trong những nhiệm vụ chính của quân đội Trung Quốc. Tôi luôn quan tâm đến đời sống của người dân ở những vùng chịu ảnh hưởng và lũ lụt. Trung Quốc đã chống chọi với thiên tai trong suốt hàng nghìn năm qua và giờ chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, ông Tập phát biểu. Ông Tập đã gửi lời cảm ơn vì những hy sinh, cố gắng của quân đội và cảnh sát Trung Quốc trong việc giúp đỡ người dân đối phó lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Ông Tập nhấn mạnh rằng, vai trò của quân đội Trung Quốc là rất cần thiết trong cứu hộ để khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng cộng có hơn 1,2 triệu quân nhân và cảnh sát Trung Quốc đã tham gia vào công tác kiểm soát lũ lụt trên địa bàn 17 tỉnh thành.
quân đội phải trở thành mũi nhọn trong cuộc chiến chống lũ lụt. Trận lũ này là bài kiểm tra thực tế về hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, khả năng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ của quân đội Trung Quốc, ông Tập nói. 2. Lũ dâng làm vỡ bờ hồ lớn nhất của Trung Quốc, nông dân trắng tay. Nước lũ dâng cao đã làm vỡ bờ hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây vào tháng trước, phá hủy hàng nghìn mẫu đất nông nghiệp ở nơi được gọi là vùng đất của cá và lúa gạo. Lưu vực sông Trường Giang rộng hơn, trong đó bao gồm hồ Bà Dương và trải dài hơn 6.200 km từ Thượng Hải ở phía đông đến biên giới phía Tây Tạng ở phía Tây, chiếm 70% sản lượng lúa gạo của Trung Quốc. Đối với những nông dân như là Bao và Cha thì thiệt hại thực sự nặng nề, mưa lũ không chỉ hủy hoại vụ mùa mà họ sắp thu hoạch, mà quy mô của lũ lụt còn khiến cho họ không thể cứu vãn trong mùa màng năm nay. Đất còn chìm dưới nước lũ, Bao ngao ngán, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thu hoạch được gì trong năm nay. Trận lũ lụt đã nhấn chìm nông trại của Bao và hơn 5 triệu hecta đất trồng trọt, là thiên tai tồi tệ nhất mà Trung Quốc phải trải qua trong nhiều năm. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp của thảm họa là 21 tỷ USD đối với đất nông nghiệp, đường xá và các tài sản khác bị phá hủy. Khoảng 55 triệu người bao gồm cả những người nông dân như Bao đã bị ảnh hưởng. Thảm họa này là một tin xấu đối với nền kinh tế thứ hai thế giới vốn đang ở trong tình trạng mong manh vì đại dịch virus corona. Cho đến nay thì Bắc Kinh vẫn có thể đảm bảo nguồn cung cấp lương thực bằng cách nhập khẩu và giải phóng hàng chục triệu tấn lương thực từ các nguồn dự trữ chiến lược. Chưa thể xác định rõ ràng mức rủi ro của nguồn cung thực phẩm của Trung Quốc vì chính phủ của nước này chưa công bố cụ thể vì tình trạng sản xuất hiện tại. Theo các nhà phân tích tại Nomura, nếu như lũ lụt được khống chế vào cuối tháng 8, tăng trưởng GDP nông nghiệp có thể giảm gần 1% trong quý từ tháng 7 cho đến tháng 9, tương đương với hơn 1,7 tỷ USD sản lượng nông nghiệp bị mất. Số tiền đó dựa trên những thiệt hại được ghi nhận vào giữa tháng 7 tại 7 tỉnh miền Nam bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Trong khi đó, các nhà phân tích tại công ty môi giới Trung Quốc Shenwan Hongyuan gần đây đã ước tính này có thể mất 11,2 triệu tấn lương thực so với năm 2019, diện tích đất trồng trọt bị thiệt hại vào giữa tháng 7. Con số đó sẽ tương đương với 5% sản lượng lúa gạo do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, thiệt hại còn có thể tồi tệ hơn. Phân tích của Nomura dựa trên dữ liệu về các cánh đồng hoa màu bị ngập lụt do chính phủ Trung Quốc công bố vào tháng 7. Kể từ đó, diện tích đất trồng bị thiệt hại đã tăng gần gấp đôi, theo Bộ Ứng phó Khẩn cấp của Trung Quốc. Các ước tính thiệt hại do các nhà phân tích đưa ra cũng không bao gồm khả năng thiệt hại tiềm tàng đối với lúa mì, ngô hoặc là các loại cây trồng khác nếu như lũ lụt lan rộng. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng chi phí sản xuất ngô đang tăng cao, giá ngô ở Trung Quốc tháng trước cao hơn 20% so với cùng kỳ năm 2019. Theo nhà cung cấp dữ liệu SCI của Trung Quốc, mức cao nhất trong 5 năm. Ngô thì được dùng làm thức ăn chăn nuôi lợn ở Trung Quốc. Ngành này vốn đang phục hồi trở lại khi mà Trung Quốc kiểm soát được đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi vào năm 2019. Ngay cả trước khi lũ lụt xảy ra, nguồn cung ngô ngày càng thắt chặt hơn, chủ yếu là lo ngại về dịch hại, được gọi là sâu bọ mùa thu đang lan rộng ở Trung Quốc, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, cơ quan lưu trữ các thống kê về sản xuất nông nghiệp của thế giới. Trong khi đó, giá đậu nành cũng tăng vọt. Trong nửa đầu năm 2020, giá đậu nành nội địa tăng khoảng 30% so với cuối năm 2019. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, các nhà phân tích Bao Trang Futures, một công ty môi giới tương lai của Trung Quốc cho rằng sự gia tăng chủ yếu là do lo ngại về điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở các khu vực sản xuất đậu nành và sự thiếu chắc chắn xung quanh về quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Rõ ràng vấn đề này là thách thức lớn đối với giới chức trách của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã đột xuất tới thăm nông dân ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc của Trung Quốc. Tôi đến đây chủ yếu để thăm nom mùa màng, ông Tập nói trong video do đài truyền hình nhà nước CCTV đăng tải. Năm nay xảy ra khá nhiều thảm họa, tôi lo ngại về hoạt động trồng trọt ở khu vực phía Đông Bắc. Ông Tập có lý do chính đáng để đến thăm khu vực này. Vùng Đông Bắc của Trung Quốc sản xuất hơn 40% sản lượng đậu nành và 1/3 sản lượng ngô của Trung Quốc. Cả hai sản phẩm đều rất quan trọng đối với chuỗi cung ứng thực phẩm này vì chúng được dùng cho chăn nuôi gia súc và gia cầm. Trung Quốc tiêu thụ nhiều đậu nành hơn bất kỳ các quốc gia nào trên thế giới và chỉ đứng sau Mỹ về tiêu thụ ngô. Khu vực này cho đến nay vẫn tránh được lũ lụt lớn, nhưng điều đó có thể thay đổi nếu như tình hình tồi tệ hơn trong những tuần tới.
Trong chuyến thăm nói trên, thì ông Tập nhấn mạnh an ninh lương thực là vấn đề hàng đầu để đảm bảo an toàn kinh tế. Và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa, người phụ trách các vấn đề nông nghiệp quốc gia tuần trước đã kêu gọi các quan chức cấp cao của địa phương gánh vác trách nhiệm để bảo vệ an ninh lương thực và đảm bảo sản xuất không bị sụt giảm. Vậy là video đến đây là hết rồi. Các bạn có suy nghĩ gì sau khi đi tìm hiểu về video này? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng tiếc một like và chia sẻ để ủng hộ cho Giải Mã TV. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.